Xin chào các em. Ở các video trước, chúng ta đã tìm hiểu các bài hiện tượng quang điện, thuyết lượng tử ánh sáng, hiện tượng quang điện trong, mẫu nguyên tử Bohr để giúp các em ôn tập lại những bài đã học và hỗ trợ các em làm bài tập tốt hơn. Thì hôm nay thầy xin giới thiệu đến các em video bài giảng ôn tập chương 6 lượng tử ánh sáng. Ta sẽ tìm hiểu hai nội dung chính sau: ôn tập lại những kiến thức trọng tâm của chương 6, hướng dẫn giải một số bài tập cơ bản. Chúng ta vào phần đầu tiên, kiến thức trọng tâm. Ở phần kiến thức trọng tâm này, các em cần nhớ những vấn đề sau. Hiện tượng quang điện là hiện tượng ánh sáng làm bật các electron ra khỏi bề mặt của kim loại. Định lực về giới hạn quang điện, lambda nhỏ hơn hoặc bằng lambda không. Trong đó, lambda là bước sóng của ánh sáng kích thích. Lambda không là giới hạn quang điện của kim loại và đặc trưng cho kim loại. Vấn đề thứ hai đó là thuyết lượng tử ánh sáng. Trong thuyết lượng tử ánh sáng, các em cần nhớ 5 nội dung chính sau. Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là các photon. Với mọi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các photon đều giống nhau, mỗi photon mang năng lượng bằng hf. Trong chân không, photon bay với tốc độ c bằng 3 × 10^8 m trên giây dọc theo các tia sáng. Mỗi lần nguyên tử, hai phân tử phát xạ hoặc hấp thụ ánh sáng thì chúng phát ra hai hấp thụ một photon. Photon chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động, không có photon đứng yên. Nội dung thứ ba mà các em cần quan tâm đó là công thức tính lượng tử năng lượng và công thức tính công thoát. E bằng hc chia lambda bằng hf. Công thoát A bằng hc chia lambda không. Trong đó, E là lượng tử năng lượng, đơn vị là joule. H là hằng số lăng bằng 6,625 × 10^-34 đơn vị joule nhân giây. C là vận tốc của ánh sáng trong chân không bằng 3 × 10^8 m trên giây. F là tần số của ánh sáng. Lambda là bước sóng của ánh sáng. A là công thoát, đơn vị là joule. Lambda không là giới hạn quang điện của kim loại. Và người ta chứng minh ánh sáng có lượng tính sóng hạt, tức là vừa có tính chất sóng cũng vừa có tính chất hạt. Nội dung thứ tư mà các em cần nhớ đó là hiện tượng quang điện trong. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng khi ánh sáng chiếu vào chất bán dẫn làm các electron bứt khỏi liên kết và trở thành các electron dẫn, gọi là hiện tượng quang điện trong. Hai ứng dụng quan trọng của hiện tượng quang điện trong đó là quang điện trở và pin quang điện. Quang điện trở là điện trở làm bằng chất quang dẫn có giá trị thay đổi được khi chiếu sáng thích hợp. Còn pin quang điện là biến đổi trực tiếp quang năng điện năng. Nội dung thứ năm là các tiên đề của Bohr. Có hai tiên đề mà các em cần nhớ, đó là tiên đề về các trạng thái dừng và tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử. Ở tiên đề về các trạng thái dừng, các em cần nhớ công thức Rn bằng N bình phương nhân R0. Trong đó R0 là bán kính Bohr, có giá trị là 5,3 × 10^-11. Còn tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử, ngoài việc nhớ nội dung của tiên đề thì các em còn cần phải nhớ thêm công thức năng lượng hấp thụ hay bức xạ E bằng HF bằng N trừ M. Trong đó N lớn hơn M. Và bảng tổng hợp lượng tử số N bán kính quỹ đạo Rn, mức năng lượng, tên quỹ đạo,
để giúp cho các em trong việc làm bài tập được thuận lợi và dễ dàng hơn. Nội dung kế tiếp của bài giảng đó là hướng dẫn các em giải một số bài tập cơ bản. Câu 1, chọn câu sai. Hiện tượng liên quan đến tính chất lượng tử của ánh sáng là. Để làm được câu 1 này, các em cần nhớ những nội dung kiến thức sau. Đó là ánh sáng vừa có tính chất sống, vừa có tính chất hạt. Tính chất sống thể hiện ở một số hiện tượng tán sắc, giao thoa, khúc xạ. Tính chất hạt thể hiện ở một số hiện tượng đâm xuyên, quang điện, phát quang. Do đó người ta gọi ánh sáng có lượng tính sống hạt. Như vậy thì ở câu số 1 này các em cần quan tâm những từ ngữ chính sau, đó là tính chất lượng tử của ánh sáng. Tính chất lượng tử chính là tính chất hạt. Vậy thì dựa vào kiến thức vừa ôn tập thì các em có thể làm được câu số 1 này và chọn được cái câu sai, đó chính là câu C. Hiện tượng tán sắc thể hiện tính chất sống chứ không thể hiện tính chất lượng tử của ánh sáng. Câu 2, chọn câu sai trong các câu sau đây. Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt. Hiện tượng giao thoa chứng minh ánh sáng có tính chất sống. Khi bước sóng càng dài thì năng lượng photon ứng với chúng có năng lượng càng lớn. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại có tính chất hạt. Để làm được câu số 2 này, các em cần nhớ lại những kiến thức đã học như sau. Đó là công thức tính lượng tử năng lượng E bằng HF bằng HC chia lambda. Chúng ta thấy năng lượng tỷ lệ nghịch với bước sóng, tức là bước sóng càng lớn thì năng lượng càng nhỏ và ngược lại. Vận dụng vào những kiến thức vừa ôn tập thì các em có thể chọn được câu sai, đó chính là câu C. Khi bước sóng càng dài thì năng lượng photon ứng với chúng có năng lượng càng lớn. Ở câu A và câu B thì thầy không giải thích thêm. Còn câu D, tia hồng ngoại, tia tử ngoại có tính chất hạt. Vì tia hồng ngoại, tia tử ngoại cũng là ánh sáng, mà ánh sáng vừa có tính chất sống, vừa có tính chất hạt, nên ta nói tia hồng ngoại, tia tử ngoại có tính chất hạt là đúng. Câu số 3, phát biểu nào sau đây là sai? Để trả lời được câu số 3 này, các em cần nhớ những nội dung kiến thức đã học sau. Đó là thuyết lượng tử ánh sáng. Để làm được câu số 3 này, các em cần lưu ý ở hai cái nội dung chính. Đó là A và C. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là các photon. Trong chân không, photon bay với tốc độ C bằng 3 x 10 mũ 8 m giây dọc theo các tia sáng. Dựa vào những kiến thức vừa ôn tập, các em có thể chọn được câu sai, đó chính là câu D. Thuyết lượng tử ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có bản chất hạt chứ không phải là bản chất sống, vì vậy câu D này là câu sai. Câu 4, chọn câu sai. Photon có năng lượng. B, photon có động lượng. C, photon mang điện tích dương 1A. Photon chuyển động với vận tốc ánh sáng. Vậy thì chúng ta có thể chọn nhanh được câu này, đó chính là câu C. Thì giải thích thêm câu B. Photon không tồn tại trong trạng thái đứng yên, chỉ tồn tại trong lúc chuyển động. Vì vậy khi nó chuyển động, nó sẽ có vận tốc và nó sẽ có động lượng. Câu 5, chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc vào một tấm kẽm, hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu ánh sáng có bước sóng. Để làm được câu này, các em cần nhớ lại là định lực về giới hạn quang điện lambda nhỏ hơn hoặc bằng lambda không. Trong đó, lambda là bước sóng của ánh sáng kích thích,
lambda không là giới hạn quang điện của kim loại. Và nếu các em nào kỹ hơn thì các em nhớ thêm bảng về giới hạn quang điện của kẽm, thì giới hạn quang điện của kẽm là 0,35. Vậy thì trong 4 đáp án A, B, C, D thì chúng ta thấy chỉ có đáp án D là đáp án không thỏa điều kiện về định lực giới hạn quang điện. Vì vậy, đáp án D là đáp án không xảy ra được hiện tượng quang điện. Câu 6. Xét các hiện tượng sau của ánh sáng: phản xạ, khúc xạ, giao thoa, tán sắc, quang điện, quang dẫn. Bản chất sống của ánh sáng có thể giải thích được các hiện tượng. Dựa vào kiến thức đã học, ánh sáng có tính chất lượng tính, sóng hạt. Những tính chất sống thì thể hiện qua những hiện tượng như phản xạ, khúc xạ, giao thoa, tán sắc. Nên ở câu số 6 này chúng ta chọn đáp án là câu C. Câu 7. Trong các yếu tố sau: khả năng đâm xuyên, tác dụng phát quang, giao thoa ánh sáng, tán sắc ánh sáng, tác dụng ion hóa. Những hiện tượng biểu hiện tính chất hạt của ánh sáng là. Chúng ta chọn đáp án là câu D. Đó là khả năng đâm xuyên, tác dụng phát quang, tác dụng ion hóa là thể hiện tính chất lượng tử của ánh sáng, tức là tính chất hạt. Câu 8. Chọn câu trả lời đúng. Để trả lời được câu số 8, các em cần nhớ lại những kiến thức cũ sau. Đó là chất quang dẫn. Chất quang dẫn là chất bán dẫn. Khi không được chiếu sáng thì dẫn điện kém. Còn khi được chiếu sáng thích hợp thì sẽ dẫn điện tốt. Với kiến thức ôn tập này, các em sẽ chọn được đáp án là câu A. Câu 9. Linh kiện nào dưới đây hoạt động dựa vào hiện tượng quang dẫn? Các em cần nhớ những kiến thức cũ. Đó là các em cần phải nhớ cấu tạo của quang điện trở. Đó là một cái sợi dây làm bằng chất quang dẫn gắn trên một đế cách điện. Và nó có đặc điểm là điện trở của nó có thể thay đổi từ vài mega ohm xuống vài chục ohm khi được chiếu sáng thích hợp. Với nội dung kiến thức vừa ôn tập, các em có thể chọn được cái linh kiện mà hoạt động dựa vào hiện tượng quang dẫn, đó là quang điện trở. Câu 10. Pin quang điện là nguồn điện trong đó. Vậy thì pin quang điện là nguồn điện như thế nào? Các em cần nhớ lại những kiến thức sau. Đó là nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng. Nó biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng. Và sức điện động của pin là từ 0,5 đến 0,8V. Hiệu suất thì trên dưới 10%. Với kiến thức vừa ôn tập thì các em có thể chọn được câu số 10, đó chính là câu B. Quang năng được biến đổi thành điện năng. Câu 11. Chỉ ra phát biểu sai. Thì dựa vào những kiến thức đã ôn tập về hiện tượng quang điện trong, ứng dụng của quang điện trong, đó là pin quang điện và quang điện trở, thì các em sẽ chọn được phát biểu sai, đó chính là câu C. Đó là hiện tượng quang điện trong là dựa vào kiến thức ôn tập phóng các đối với câu 12 này để trở thành dễ dàng chọn ra phát biểu sai, đồng thời tạo ra các lỗ trống cùng tham gia vào quá trình dẫn điện. Và điều kiện để xảy ra được hiện tượng quang điện trong đó là lambda nhỏ hơn hoặc bằng. Câu số 13, chọn câu đúng. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng. Chúng ta có đáp án là câu B. Câu số 14. Theo nhà vật lý Đan Mạch Bohr, ở trạng thái dừng của nguyên tử thì electron. Đối với câu số 14 này, các em cần nhớ lại những kiến thức cũ sau.
đó là tiên đề về các trạng thái dừng. Đó là nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng lượng xác định, gọi là các trạng thái dừng. Khi ở trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ. Trong các trạng thái dừng của nguyên tử, electron chuyển động quanh hạt nhân trên những quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định, gọi là quỹ đạo dừng. Và công thức tính bán kính của quỹ đạo dừng đó là Rn bằng N bình phương nhân R0, với N là lượng tử số, là những số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn R0 là bán kính Bohr. Tên một số quỹ đạo và bán kính tương ứng. Dựa vào những kiến thức vừa ôn tập, chúng ta có thể chọn được đáp án, đó chính là câu D. Các electron sẽ chuyển động theo những quỹ đạo có bán kính xác định. Câu số 15, phát biểu nào sau đây là sai? Để làm được câu số 15 này, các em cần nhớ là tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử. Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng cao về trạng thái dừng có năng lượng nhỏ, thì nó phát ra một photon có năng lượng đúng bằng hiệu N trừ M, trong đó N lớn hơn M. Ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng thấp mà hấp thụ được một photon có năng lượng bằng Hf đúng bằng hiệu N trừ M, thì nó sẽ chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng N cao hơn. Dựa vào kiến thức ôn tập này, chúng ta có thể chọn được câu số 15 phát biểu sai, đó chính là câu B. Câu số 16. Theo giả thuyết của Bohr, ở trạng thái bình thường, tức là trạng thái cơ bản, nguyên tử hydro Để làm được câu số 16 này, các em cần nhớ lại những kiến thức sau. Các em cần phải nhớ thế nào là trạng thái cơ bản, thế nào là trạng thái kích thích. Trạng thái cơ bản là trạng thái khi electron ở quỹ đạo K và nguyên tử đang ở mức năng lượng là E1. Còn trạng thái kích thích là trạng thái electron đang ở các quỹ đạo L, M, N, O, B, và khi đó năng lượng của nguyên tử sẽ ở các mức năng lượng E2, E3, E4, E5, E6, vân vân. Dựa vào những kiến thức này, các em có thể chọn được đáp án câu số 16 là C, có năng lượng thấp nhất, electron chuyển động trên quỹ đạo K. Câu số 17, phát biểu nào sau đây là sai về mẫu nguyên tử Bohr? Thì dựa vào kiến thức đã học, các em cũng dễ dàng chọn được đáp án là câu A. Trạng thái cơ bản của nguyên tử là trạng thái có mức năng lượng cao nhất, là câu sai. Nếu đúng sẽ là thấp nhất. Câu 18. Mẫu nguyên tử Bohr khác với mẫu nguyên tử Rutherford ở điểm nào sau đây? A. Mô hình nguyên tử có hạt nhân. B. Hình dạng quỹ đạo của các electron. C. Biểu thức của lực hút giữa hạt nhân và electron. D. Trạng thái có năng lượng ổn định. Ta cần nhớ lại kiến thức cũ, đó là Rutherford đã đưa ra nguyên mẫu tử, trong đó hạt nhân mang điện tích dương nằm ở giữa, các electron mang điện tích âm sẽ chuyển động xung quanh hạt nhân. Tuy nhiên, mẫu hành tinh này không giải thích được tính bền vững của các nguyên tử và sự tạo thành quang phổ của các nguyên tử. Do đó mà Bohr đã
sử dụng mẫu nguyên tử của Rutherford và kết hợp hai tiền đề mà Bohr đưa ra trở thành mẫu nguyên tử của Bohr. Thì hai tiền đề của Bohr đưa ra là một tiền đề là nói về trạng thái dừng của các nguyên tử, tiền đề thứ hai là nói về sự hấp thụ và bức xạ năng lượng. Vì vậy, đó là điểm khác biệt của mẫu nguyên tử Bohr và mẫu nguyên tử của Rutherford. Vậy thì đối với câu số 18 này, chúng ta chọn đáp án đó là đáp án D. Câu số 19. Rọi R0 là bán kính quỹ đạo dừng thứ nhất của nguyên tử hydro. Khi bị kích thích, nguyên tử hydro không thể có quỹ đạo nào sau đây? 2, 4, 16, 9. Thì chúng ta cần nhớ lại kiến thức cũ, đó là với nguyên tử hydro thì bán kính quỹ đạo dừng của electron sẽ tăng tỷ lệ thuận với bình phương các số nguyên liên tiếp, đó là Rn bằng N bình phương nhân với R0, trong đó N là lượng tử số, là các số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5, 6, vân vân. Vậy thì đáp án mà chúng ta có thể chọn, tức là không thể có quỹ đạo, đó là đáp án A, vì không có số tự nhiên nào bình phương là bằng 2. Câu 20. Trong nguyên tử hydro, xét các mức năng lượng từ B trở xuống đến K, có bao nhiêu khả năng kích thích để bán kính quỹ đạo của electron tăng lên 4 lần? Vậy thì để làm được câu này, các em cần nhớ giùm thầy bảng lượng tử số, bán kính quỹ đạo, mức năng lượng, tên quỹ đạo, và các em lấy bán kính quỹ đạo của các quỹ đạo lập tỷ số, nếu như tỷ số nào mà ra được 4 thì các em tính là 1. Vậy thì các em nhìn vào thì các em thấy là ở quỹ đạo L so với quỹ đạo K thì bán kính của nó lập tỷ số 4R0 chia cho R0 sẽ bằng 4, và 16R0 chia cho 4R0 sẽ là được 4. Vậy thì chúng ta sẽ thu được đó là 2, có khả năng là 2 lần, có khả năng là 2. Câu 21. Kim loại dùng làm âm cực có giới hạn quang điện lambda 0 bằng 0,3 micromet. Công thoát của kim loại đó là? Vậy thì để làm được câu 21 này, các em cần nhớ công thức tính công thoát của kim loại, đó là lambda, đó là A bằng HC chia lambda 0, và lambda 0 phải có đơn vị là mét. Trong trường hợp này, lambda 0 có đơn vị là micromet, do đó các em cần phải đổi trước khi tính công thoát. Hướng dẫn. Đầu tiên, chúng ta xác định giới hạn quang điện và tiến hành đổi đơn vị cho phù hợp. 0,3 micromet đổi về mét, chúng ta sẽ ra là 0,3 x 10 mũ trừ 6. Sau đó các em tính công thoát. A bằng HC chia lambda 0, và các em thế các giá trị vào, trong đó H là hằn số lăng bằng 6,625 x 10 mũ trừ 34, và C là vận tốc của ánh sáng bằng 3 x 10 mũ 8. Hai số liệu này các em phải nhớ. Và kết quả chúng ta thu được là 6,625 x 10 mũ trừ 19 joule. Và đáp án chúng ta chọn là đáp án C. Câu 22. Công thoát electron ra khỏi một kim loại là A bằng 1,88 electron volt. Biết rằng hằng số lăng là 6,625 x 10 mũ trừ 34. Vận tốc ánh sáng trong chân không là C bằng 3 x 10 mũ 8 m trên giây. Và biết một electron volt là bằng 1,6 x 10 mũ trừ 19 joule. Tính giới hạn quang điện. Để làm được câu 22 này, các em cần phải đổi công thoát từ electron volt về joule, sau đó áp dụng công thức liên hệ giữa công thoát và giới hạn quang điện. Để đổi công thoát về electron về joule thì chúng ta lấy 1,88 nhân cho 1,6 nhân 10 mũ trừ 19, thì chúng ta thu được kết quả là 3 nhân 10 mũ trừ 19 joule. Sau đó chúng ta áp dụng công thức liên hệ giữa giới hạn quang điện và công thoát, thì chúng ta sẽ thu được giá trị là 6,625 x 10 mũ trừ 7
tương ứng là 0, xấp xỉ là 0,66 micromet. Và đáp án chúng ta có thể chọn đối với câu 22 này là D. Câu 23. Photon có bước sóng trong chân không là 0,5 micromet thì sẽ có năng lượng. Vậy thì chúng ta cần phải nhớ công thức tính năng lượng trong trường hợp này, đó chính là lượng tử năng lượng. Vậy thì công thức tính lượng tử năng lượng thì chúng ta nhớ là E bằng HF bằng HC chia lambda. Đó. Nhưng trong trường hợp này đề cho là lambda, vì vậy chúng ta sử dụng công thức E bằng HC chia lambda. Bước sóng, đầu tiên chúng ta đổi về mét. 0,5 micromet đổi về mét, chúng ta sẽ được 0,5 nhân 10 mũ trừ 6. Chúng ta áp dụng công thức tính năng lượng E bằng HC chia lambda và chúng ta thu được giá trị 3,975 nhân 10 mũ trừ 19 joule. Và đáp án chúng ta có thể chọn là đáp án B. Câu 24, lần lượt chiếu vào một tấm kim loại có công thoát là 2 electron volt. Các ánh sáng đơn sắc có bước sóng là lambda 1 0,5 micromet và lambda 2 0,55 micromet. Ánh sáng đơn sắc nào có thể làm cho các electron trong kim loại bước ra bên ngoài? Chúng ta hiểu là người ta cho hai cái bước sóng của ánh sáng kích thích và người ta hỏi ánh sáng nào thì xảy ra được hiện tượng quang điện. Muốn hiện tượng quang điện xảy ra thì chúng ta chỉ cần áp dụng định lực về giới hạn quang điện lambda nhỏ hơn hoặc bằng lambda 0, chúng ta so sánh. Nếu thỏa điều kiện này thì ánh sáng đó sẽ xảy ra được hiện tượng quang điện. Theo đề thì người ta đang cho công thoát thì nhiệm vụ là phải đưa về giới hạn quang điện rồi sau đó so sánh. Từ công thoát là 2 electron volt, chúng ta đổi về joule bằng cách nhân thêm 1,6 nhân 10 mũ trừ 19. Sau đó chúng ta tính giới hạn quang điện bằng công thức liên hệ giữa công thoát và giới hạn quang điện. Chúng ta thu được giá trị là 6,21 nhân 10 mũ trừ 7 mét, tương ứng là 0,62 micromet. Sau đó chúng ta áp dụng điều kiện để xảy ra được hiện tượng quang điện lambda nhỏ hơn hoặc bằng lambda 0. Và chúng ta thấy cả hai ánh sáng kích thích đều nhỏ hơn 0,62 micromet giới hạn quang điện, nên cả hai đều làm cho các electron trong kim loại bứt ra bên ngoài. Câu 25, một chất có khả năng phát ra bức xạ có bức sóng 0,5 micromet khi bị chiếu sáng bởi bức xạ 0,3 micromet, hãy tính phần năng lượng photon bị mất đi trong quá trình trên. Tức là chúng ta hiểu là khi chúng ta chiếu ánh sáng có bức xạ 0,3 micromet thì sẽ phát ra, và một vật sẽ phát ra được ánh sáng có bước sóng là 0,5 micromet, và người ta kêu là tính năng lượng bị mất đi. Vậy thì để tính năng lượng bị mất đi, chúng ta sẽ đưa từ bước sóng về năng lượng, rồi sau đó chúng ta sẽ lấy năng lượng này trừ cho năng lượng kia. Tức là lấy năng lượng chiếu vào sẽ trừ cho năng lượng phát ra, thì chúng ta sẽ thu được cái phần năng lượng bị mất đi. Trình tự chúng ta làm như sau. Đầu tiên, bước sóng chúng ta đổi từ micromet về mét. Sau đó chúng ta tính năng lượng. Thầy đặt số 1 tương ứng là của bức xạ chiếu vào, số 2 tương ứng là của bức xạ phát ra. Sau đó thầy lấy năng lượng của bức xạ chiếu vào trừ cho năng lượng của bức xạ phát ra thì thầy sẽ thu được cái phần năng lượng bị mất. Và thu được giá trị là 2,65 nhân 10 mũ trừ 19 joule. Đáp án là câu A. Câu 26. Biết hằng số lăng là 6,625 nhân 10 mũ trừ 34 joule nhân giây và độ lớn của điện tích nguyên tố là 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 coulomb. Khi nguyên tử hydro chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng là trừ 1,514 electron volt sang trạng thái dừng có năng lượng trừ 3,407 electron volt thì nguyên tử phát ra bức xạ có tần số
Vậy thì để làm được câu này, các em cần phải là xác định cái năng lượng giữa hai mức, rồi sau đó chúng ta áp dụng công thức liên hệ giữa năng lượng và tần số thì chúng ta sẽ tính được tần số. Cách làm trình tự như sau. Đầu tiên, các em xác định dùm thầy là cái năng lượng chênh lệch giữa hai mức bằng cách chúng ta lấy E cao trừ cho E thấp. Sau đó, chúng ta đổi từ electron volt về joule bằng cách nhân thêm 1,6 nhân 10 mũ trừ 19. Sau đó, chúng ta áp dụng công thức liên hệ giữa tần số và năng lượng, đó là E bằng HF, và chúng ta sẽ tính ra được F bằng 4,572 nhân 10 mũ trừ nhân 10 mũ 14 Hz, tương ứng là đáp án câu B. Câu 27. Nguyên tử hydro chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En trừ 1,5 electron volt sang trạng thái dừng có năng lượng Em trừ 3,4 electron volt. Bước sóng của bức xạ mà nguyên tử hydro phát ra sắp xỉ bằng. Câu 27 này cách làm thì nó cũng tương tự như câu 26, nhưng nó chỉ khác là cái câu 26 thì tính tần số, còn câu 27 thì tính bước sóng. Cách làm cũng gần như giống. Đầu tiên, chúng ta tính cái năng lượng chênh lệch giữa hai mức và đổi về joule. Sau đó, chúng ta áp dụng công thức liên hệ giữa bước sóng và năng lượng, đó là E bằng HC chia lambda. Và sau đó, chúng ta tính lambda. Ở đây thì đưa ra kết quả hai đơn vị, đó là giữa mét và micromet. Thì chúng ta thấy cái đáp án là phù hợp để chọn câu 27 này, đó chính là đáp án B. 6,54 nhân 10 mũ trừ 7 mét nó sẽ bằng 0,654 nhân 10 mũ trừ 6 mét. Câu 28. Trong nguyên tử hydro, bán kính bo là R0 bằng 5,3 nhân 10 mũ trừ 11 mét. Bán kính quỹ đạo dừng N là, để tính bán kính quỹ đạo dừng N thì chúng ta cần phải nhớ công thức tính bán kính quỹ đạo, và chúng ta cần phải biết được là ở quỹ đạo N thì nó sẽ có cái lượng tử số là bằng bao nhiêu để mà chúng ta thế vào công thức. Đầu tiên là quỹ đạo N có lượng tử số N bằng 4, và chúng ta áp dụng công thức tính quỹ đạo thì ta có công thức RN bằng N bình phương nhân R0, và chúng ta thế vào thì chúng ta sẽ thu được cái bán kính của quỹ đạo N là 84,8 nhân 10 mũ trừ 11 mét. Và đáp án là đáp án C. Câu 29. Trong nguyên tử hydro, khi electron chuyển từ mức năng lượng B về các mức năng lượng thấp hơn thì có thể phát ra tối đa bao nhiêu bức xạ? Để làm câu hỏi này, nếu như chúng ta không biết công thức thì nó khó, nhưng mà khi mà chúng ta biết công thức rồi thì rất là dễ. Chúng ta chỉ cần xác định quỹ đạo B có lượng tử số N là bằng bao nhiêu, thì khi đó chúng ta áp dụng vào công thức thì chúng ta sẽ ra kết quả một cách dễ dàng. Hướng dẫn. Quỹ đạo B có lượng tử số là N bằng 6. Do đó, chúng ta sẽ áp dụng cái công thức tính số bức xạ có thể phát ra, đó là N lớn bằng N nhỏ nhân cho N nhỏ trừ 1 chia 2, và chúng ta thế vào thì chúng ta sẽ thu được là bằng 15. Vậy thì khi electron chuyển từ mức năng lượng ở quỹ đạo B về các mức năng lượng thấp hơn thì số bức xạ nó có thể phát ra tối đa là 15. Câu 30. Một đám nguyên tử hydro đang ở trạng thái cơ bản bị kích thích bức xạ thì chúng có thể phát ra tối đa là 3 vạch quang phổ. Khi bị kích thích, electron trong nguyên tử hydro đã chuyển sang quỹ đạo. Như vậy thì
cái bài 30, câu 30 này nó là một dạng câu hỏi ngược của câu 29. Câu 29 là người ta cho quỹ đạo xác định lượng tử n và xác định số vạch tối đa phát ra. Còn câu 30 này thì người ta cho số vạch tối đa phát ra rồi sau đó chúng ta tìm ngược lại quỹ đạo. Trình tự làm như sau. Số bức xạ có thể phát ra tối đa, người ta cho n lớn là bằng 3. Và chúng ta có công thức tính số bức xạ phát ra tối đa. N bằng n trừ 1 chia cho 2. Chúng ta thêm n lớn bằng 3 vào thì chúng ta sẽ tính được cái lượng tử số n nhỏ là bằng 3, mà lượng tử số n bằng 3 thì tương ứng là quỹ đạo m. Vậy thì đáp án là câu A. Về nhà, các em đọc trước bài tính chất và cấu tạo hạt nhân và xem cái video thứ hai của thầy trong tuần này. Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại lần sau.